xuất câu đây các bạn này. Đấy, cận cảnh này. Trời ơi, còn chưa? Đã chưa, một xuất. Xuất câu nha các bạn nha. Ngon chưa? Đấy, cần thủ đấy các bạn nha. Xin chào tất cả cô bác anh chị và các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Rất vui khi được gặp lại cô bác anh chị và các bạn trên kênh YouTube Thành Channel. Lời đầu video, Thành xin chúc tất cả cô bác anh chị và các bạn luôn được mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Buổi sáng ngày hôm nay Thành dẫn các bạn đi vào xem khu vực câu rê nha các bạn nha. Thành dẫn các bạn vào ao Thành Trung thuộc xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Thành dẫn các bạn vào khu vực ao câu rê. Khu vực này rất rộng nha các bạn nha. Đây, với diện tích tính chung thì Thành ước vào khoảng độ 5 hết hay là 6 hết gì đó. Riêng độc cái hồ câu rê này khoảng độ hơn 1 hết đến 2 hết nha các bạn. Còn khu vực bên trong phía xa bên trong là ao câu cá nàng hai, cá lóc, cá trê vàng nha các bạn nha. Sau đây Thành dẫn các bạn đi vào khám phá khu vực câu rê xem có cái gì mới không nha các bạn nha. À, chính rồi, chính rồi. Cao thủ dính rồi. Con này phải ký mấy rồi? Cái này đang ký em ký 3 à? Ký 3 đó. Ký 3. Này ký 3 đấy. Ồ. Siêu luôn. Đây là toàn cảnh khu vực câu rê nha các bạn. Bây giờ là 8 giờ sáng mà các cần thủ câu rê đã vào bắt đầu câu rồi nha các bạn nha. Mô hình rất là lý tưởng nha các bạn. Đã phía xa bên trong kia là hồ câu cá nàng hai, cá lóc ngâm và cá trê vàng nha các bạn. Xíu nữa Thành vào bên trong Thành quay Thành chia sẻ cho các bạn xem. Dính rồi, dính được các bạn ơi. Ôi, con này chắc phải trên ký rồi, 2 ký đó. Còn chưa? Tuyệt vời luôn. Đây là hình ảnh các cần thủ này. Hồ này câu là 250.000 là một suất 4 tiếng nha các bạn nha. Trong đó có thưởng cá nữa. Con nào lớn nhất trong vòng 1 tiếng thì được thưởng. Và có cá đeo khoen đấy nha, cá heo. Tính được các bạn. Ôi, trời ơi, sướng chưa? Một em. Ồ,
con này phải ký trên ký, ô con này phải ký rưỡi cho nên này. Khung cảnh câu tuyệt vời chứ các bạn. Họ câu lý tưởng luôn. Đây là siêu cần thủ nha các bạn nhé. Đã từng ăn này. Nếu trong hồ này nếu tính như đây gọi cũng gọi là bậc thầy rồi. Hàng trăm ký nữa các bạn. Đây là cận cảnh. Quay rê, câu rê nha các bạn nhé. Câu rê là cả một nghệ thuật nha các bạn. Người phải đủ đủ cái chủng đó, chủng cái sậy á. Trước đầu râm vợ bỏ sậy lên. Đó, kỹ thuật câu rê nha các bạn nhé. Toàn những cao thủ nha các bạn. Thấp thủ là không thể vào đây được. Câu rê là cả một nghệ thuật nha các bạn nha. Quan trọng là ăn mới là cao mới là thấp. Đây là hình ảnh của những cần thủ câu rê nha các bạn nha. Đang câu tại hồ cá Thành Trung, thuộc Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Ở trong này có đầy đủ các thứ nha các bạn nha. Cà phê, giải khát, tất cả các nước ngọt, thậm chí là có đồ ăn trưa luôn. Các cần thủ câu rê nha các bạn nha. Hôm nay sư tổ của ngành câu rê ở cái thời điểm hiện tại hôm nay lại vắng mặt, không có mặt ở đây. Đấy là một ông sư gọi là sư tổ chứ không phải là sư phụ nữa. Tại vì ông có cái cần câu, ông sắm 40 năm, câu 40 năm trong nghề câu rê nha các bạn. Như cái đoạn video ngắn mình đăng là sư tổ ngành câu rê đó. Đó, rê đấy. Kia được rồi đó. Cá là to qua dính không? Chưa kịp ra. Vừa rồi bác kia câu con dính 1.3 kg nha các bạn. Mô hình câu rất đẹp nha, lý tưởng lắm nha các bạn nha. Chủ đầu tư làm những bụi cỏ để cho cá trú ngụ. Đấy, hình ảnh những bụi cỏ. Đây là toàn bộ cảnh ao câu nha các bạn nhé, hồ câu này.
Khu này mát lắm nha các bạn. Toàn bộ khu này cánh đồng này mát lắm. Đây mấy bác không câu nhưng mà cũng đi vào trong này chơi. À, toàn cảnh ao này. Dính rồi bạn ơi. Mắc luôn vào cái con này phải ký rưỡi rồi. Mắc bố nó vào cái giỏ.